Ok và hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với series Ngọc Rồng Online của mình. Hôm nay thì mình sẽ đọc quay lại với anh em và đang đi doanh trại cùng thanh niên Triều Khương đây. Thì chúng ta sẽ đi theo. Rồi đi theo thôi. Mình sẽ đi theo thanh niên này. Và thanh niên đó là Namek. Đang ở trong trạng thái Namek. Mình sẽ thử trạng thái quả cầu nguyên khí vẫn nha. Rồi, ha ha, đẹp quá anh em ơi. Ủa, chết rồi hả? Quá tầm thành hai thôi. Thế rồi hỗ trợ tí như vậy mày, hỗ trợ tí. 5x có ulti mà anh em, 5x có hồi sinh mà, thấy bảo thế. Trời ơi, anh không chết kìa. Namek hợp thể thành Super Namek anh em ạ. Nó không hợp thể được thành Vito. Không lợi. Nó nhiều vàng phết. Đi doanh trại thì nó sẽ được hình như nó sẽ được điểm tiềm năng. Mày. Ủa sao mất máu ta? Ui, ghê thật. Con em ơi. Bỏ theo đây. Chỉ đợi cái quả cầu khi hồi lại là mình băm vào thôi. Ui, trung tướng, trung úy trắng. Băm vào đây em ơi. Nó giết tôi bây giờ. Rồi, mình lại giết không tặc. Bu lông. Bu lông kìa anh em ơi. Thế luôn, lúc nào cũng bị kiểu lác lác gần chết kiểu này, khó chịu cực. Mình đã chờ sớm và chúng ta đang đợi nó hồi sinh. Chúng ta đang đợi hồi sinh. Hy vọng Namek sẽ hồi sinh được. Một chiếc thằng chú ý kinh thế. Chú ý ghê thật. Hi hi, 4 giây. Hồi sinh cái má. Hồi sinh. Trời ơi. Chờ sóng mắt em qua. Má. À, lâu thế, hồi sinh đi ông ơi. Boss cooler tận vừa xuất hiện tại hang băng.
Yeah, hồi sinh rồi. Let's go, qua chạy Đồng Nhãn một. Ủa, không ai vậy? Mình cứ chết hết rồi thì phải. Đây rồi, cháu bé đây rồi. Mình cứ thử con sói này. Xem con nào ngon ngon. Đây 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 đây. Cái đấy. Tao đang tụ quả cầu Kiki, ok. What the hell man? Cái gì vậy? Nó khỏe vậy? Quả cầu Kiki của tôi. Oh shit man. Mình vẫn không biết là nên dùng mua Kaioken cấp 7 hay là Kaioken cấp 1. Kill. Help me. Ok. Nhặt cái. Cà chua này anh em. Đứng im hộ. Ok, đứng im. Nói chung là điểm tiềm năng cộng nhanh phết. Ok. Rồi. Có cậu cái khem ấy. Ủa, không chết hả? Ủa, con tắc kè này. Má cái thằng chuối xịn. Mình thề luôn, mình gặp cái thằng trung hy sinh lơ mà mình khóc ra nước mắt. Cái đậu phụ đánh nó đêm ấy. Trung hy sinh lơ mày 13.000 máu rồi, 11.000 mắt của ta thôi bỏ mẹ. Thằng trung hy sinh lơ nó khỏe vậy. Bấm vào đây, bấm nó đây, đúng rồi. Thằng super vegeto. Ui, bạn ấy kéo dưới trại mình, bạn lấy đồ kìa anh em ạ. Bạn lấy được đồ gì kìa. Help me. Được không xin rồi. Đơn giản. Mình là sách tay. Mình đi nhặt đồ thôi. Ok, chúng ta sẽ chuẩn bị tiến vào tầng 1. Đệ tử nó khỏe vậy. Rồi, trận chiến đang diễn ra giữa Namek và một con gì đấy. Mình cũng không rõ. Vô tầng 1 nào. Ôi, vô tầng 1. Vô tầng 1. Rồi, đang đánh nhau ở tầng 1 đây. Rồi mày. Con đệ tử nó khỏe nhỉ. Hi, được 2 viên 4 sao. Chả hiểu mẹ gì. Da 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 da. Ôi, quay lại. Quay lại. Ôi, viên mấy sao này. Cho anh xin nè. Chúng 2 viên 4 sao. Viên 4 sao làm gì anh em nhỉ? Mình đã từng ước ngọc rồng rồi nhưng mà mình cũng chả hiểu gì. Tí em cho. Ủa, lên tầng 2 rồi này. Đúng là đi với 5x thì nhanh hơn thật.
lên anh. Ok, đang lên em ơi. Taioken, mù mắt đi. Mù luôn, nó mù mắt luôn này. Let's go, let's go, let's go. Đến tầng 3 luôn này. Ninja. Ninja thì bắn cái cá mè cái. Cái trò này là cái con NPC này nó giết tất cả mọi người ở trong cái danh trại. Mình cứ tưởng là nó sẽ đánh cái thằng nó sẽ đánh cái bạn Triều Khương ấy. Mà mình từ đằng sau mình attack vào thì nó vẫn nhìn thấy mình mà nó lại không mày. Em ơi, đánh anh bây giờ. Mày đừng kịp. Má chưa kịp thời giờ đã xa thì nó đấm chết mình rồi. Chúng ta sẽ lại tiếp tục thôi. Đợi hồi sinh vậy. Hồi sinh em ơi. What the hell? Anh em có nhìn thấy một cái đống, một đống thằng ninja áo tím đang xuất hiện ở đây không? May mà mình chết rồi đấy. Mình hồi sinh dậy rồi đánh chết mất. Kill. Help me. Help me please. I don't want to die. Help me. Help me. Holy shit. Holy shit, kill. Ok, thì để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì các anh em đừng quên nhấn like, comment ngay phía dưới và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Thì tiếp theo thì mình sẽ đi theo danh trại thôi nên sẽ không có gì để quay cả. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau.